Kính thưa quý vị và các bạn, gần đây trên mạng xã hội dày đặc hình ảnh thông tin vợ ông đại gia Huỳnh Vi Dũng, tức Dũng Lò Vui, bà Nguyễn Phương Hằng đã tố cáo lương y Võ Hoàng Yên lừa đảo niềm tin vợ chồng bà số tiền hàng trăm tỷ đồng. Theo lời bà Hằng, ông Yên nói mình đã xây chùa thiếu nợ, vợ chồng bà ra tay giúp đỡ chuyển khoản trả nợ thay ông Yên và không viết giấy nợ hay cầm sổ đỏ của ông Yên. Về phần gia đình ông Yên, bà Hằng nói ai khổ bà giúp hết. Riêng mẹ ông Yên, bà Hằng xây tặng một căn nhà ngang tổ đình Hưng An Tự, tỉnh Bình Thuận. Các học trò lương y Võ Hoàng Yên, mỗi người một nền đất trong khu dân cư Đại Nam Bình Dương, cho tiện bề hành thiện, ông Yên hai nền. Về sau ông Yên từ chối, không đảm nhiệm nổi trung tâm nghìn tỷ, đưa lý do trung tâm lớn, danh tiếng ông chủ Đại Nam uy tín. Bệnh nhân đến quá đông, lương y y sĩ không đủ nhân lực và sức khỏe. Về phía bà Hằng, ông Dũng hủy bỏ dự án trung tâm và thu hồi lại tài sản nền đất đã cho tặng. Bà Hằng tố tiếp ông Võ Hoàng Yên đưa tài khoản những chủ nợ toàn là người nhà như cha, vợ, anh, chị, em, học trò của ông Yên. Khi biết, bà Hằng đã đòi lại số tiền đã chuyển vào tài khoản họ. Bà Hằng chia sẻ, dù đưa ra 200 tỷ nhưng không kết tội được ông Yên. Thưa quý cô chú anh chị các bạn, theo sự việc chúng ta nghe thấy thì số tiền vợ chồng ông Dũng, bà Hằng cho tặng hoặc vay mượn không kết tội ông ta lừa đảo, chiếm đoạt tài sản được. Ông Huỳnh Vi Dũng đã nghe thông tin lương y Võ Hoàng Yên chữa bệnh bán vé từ 1 triệu 2 triệu đến 50 triệu đồng một vé. Ông nói muốn bắt hổ phải vào hang, người ham tiền chỉ dùng tiền mới đánh được họ. Bà Hằng chia sẻ 200 tỷ không chết được ông Võ Hoàng Yên, nhưng 8 tỷ 2 mới đưa ông Yên ra pháp luật. Bà nói rằng ông Võ Hoàng Yên đã quyên góp tiền đi cứu trợ lũ lụt miền Trung. Tổng số tiền bà Hằng và thầy Thích Tuệ Hải 3 tỷ 8, trong đó thầy Thích Tuệ Hải góp 600 triệu. Nhưng khi ông Võ Hoàng Yên công bố chi chỉ có 2 tỷ 7, ngày ngày 1 tháng 3, ông Võ Hoàng Yên cho rằng 3 lần đi cứu trợ số tiền chi ra lên đến 7 tỷ đồng. Hiện tại bà Hằng đã gửi đơn tố cáo ông Võ Hoàng Yên trước cơ quan công an. Phía lương y Võ Hoàng Yên, ông viết thư xin gửi trả số tiền đã cho mượn của vợ chồng ông Dũng Lò Vui. Về mặt truyền thông báo chí, mạng xã hội, bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Vi Dũng liên tục họp báo, đăng bài trên Facebook vạch mặt ông Võ Hoàng Yên. Trong đó có nhiều điều chưa xác thực, như bà Hằng nói ông lương y Võ Hoàng Yên từng chữa bệnh làm gãy cổ chết người. Đến nay lương y Võ Hoàng Yên chưa lên tiếng trước báo chí và truyền thông, hiện tại cơ quan công an đang điều tra làm rõ sự việc. Mời quý vị đoán xem video tiếp theo. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi, xin ủng hộ một like và đăng ký kênh. Xin chào, hẹn gặp lại.